Tập 28. Suốt ngày cầm cái này lướt lướt, lên mạng mua mua mua. Em lại mua gì nữa vậy? Lướt chơi thôi. Anh đi với ai mà uống say tới mức này? Hôm nay anh uống cùng sếp Thi. Sếp Thi mời anh uống rượu. Hứng lên, anh liền uống thêm vài chén. Hai anh mà cũng ngồi xuống uống cùng nhau được à? Đúng vậy. Hôm nay anh ta đem đến cho anh một tin vui. Là như vậy, quỹ của anh ta sẽ chào bán một phần cổ phiếu. Chỉ cần anh mua vào, một tháng sau, anh ta nói một tháng sau, thì anh sẽ được thu về tiền lời. Chuyện tốt quá còn gì. Nào, tắm một cái rồi đi ngủ. Đợi đã, từ từ đã, em ngồi xuống đi. Anh hỏi em, tiền của sếp Trần đã vào tài khoản chưa? Vào một phần rồi. Để chi trả một phần cho thiết bị trong vận hành hàng ngày của bọn em. Sau khi vận hành thử thành công, họ mới rót vốn vào tiếp. Anh nói này, số tiền đó đưa cho anh dùng tạm đi. Đưa anh trước đã. Một tháng sau anh sẽ trả lại tiền cho em. Được không? Tới lúc đó anh mua thiết bị đời mới nhất cho em. Đời mới giúp luôn. Này, Lễ Gia Liên Hợp vận hành cũng cần tiêu đến tiền ông chủ à? Bao nhiêu nhân viên há miệng đợi ăn cơm, em còn phải trả lương nữa. Trả lương cái gì, lương lụi lại sao là được mà. Em nói là với nhân viên, đó là tôi chậm lương của mọi người. Chậm lương 1-2 tháng thôi chứ có phải không trả đâu. Nghĩ cái gì vậy không biết? Anh mới đang nghĩ cái gì vậy? Người ta cũng có nhà có cửa, phải nuôi sống cả gia đình. Đợi lương đó để còn có cơm mà ăn. Rất nhiều nhân viên đã phải tìm được việc mới. Thấy Lễ Gia Liên Hợp chúng ta hoạt động trở lại, đã nghỉ công việc hiện tại để quay lại với chúng ta. Anh làm như em không thể. Không phải là anh không trả tiền cho họ. Họ là họ hàng của nhà em sao? Anh là ai chứ? Anh là chồng của em đó. Anh đang cần tiền, em không đưa tiền cho anh, em lại đem tiền đi trả lương cho bọn họ. Anh có lý không? Dạ lại anh không kiếm được tiền, có phải cũng đồng nghĩa là em kiếm được tiền không? Tiền vào túi chúng ta rồi, đến khi đó anh sẽ mua máy móc đời mới nhất cho em, rồi tìm cho em bác sĩ tốt nhất. Đến khi đó em muốn cái gì cũng có, muốn mua gì cũng được. Được không? Anh có nói lý một chút được không? Anh đang làm khó em đó. Không được. Cô có đưa không? Có đưa không? Chuyện này anh đang làm khó em đó. Anh biết không? Tôi cứ làm khó cô đó. Cô có đưa không? Có đưa không? Anh đừng có đuổi điên nữa. Đừng có đánh người. Bao? Xếp Thẩm ra ăn sáng đi. Tôi không ăn. Hôm nay công ty tôi còn có việc. Đi trước đây. Thi Ngữ, tối qua anh không biết là có chuyện gì. Tóm lại uống say quá. Có thể nói với lời quá khích. Em đừng để bụng. Không sao. Yêu em. Con trai, tối qua không làm con sợ chứ? Ba có làm con sợ không? Con tha thứ cho ba. Tha thứ được không? Thôi không còn sớm nữa. Anh sắp trễ giờ rồi, đi mau đi. Lát nữa anh đến công ty bảo Lê Văn gửi số thẻ cho em, chuyển tiền sớm cho anh. Chào tạm biệt ba đi. Bye bye ba. Con trai ngoan. Ăn đi. Chị Chung. Dạ bà chủ. Tối qua nó luôn miệng đòi ăn sầu riêng. Đi mua cho nó một quả đi. Dạ được, tôi đi mua ngay. Vào đi.
Cô định đưa Tiểu Hâm rời khỏi nhà một thời gian. Cháu có muốn đi cùng mẹ con cô không? Cô định đi đâu? Chỉ cần không ở lại ngôi nhà này nữa, đi đâu cũng được. Cô và Tiểu Hâm đi đi. Cháu không đi. Nhưng cô lo, nếu ba cháu biết mẹ con cô bỏ đi, liệu có? Có nói gì đi nữa, ông ấy cũng là ba cháu. Cô yên tâm, ông ấy không làm gì cháu đâu. Thực ra hồi nhỏ cô cũng rất thích vẽ tranh, chỉ là cô không có năng khiếu, vẽ cũng không được đẹp, sau đó không vẽ tiếp nữa. Vẽ tranh là cách dễ nhất để thể hiện nội tâm của một con người, rốt cuộc đang nghĩ gì. Cô có thể nhìn ra cháu rất can đảm, cháu rất tuyệt. Cô mong Tiểu Hâm sẽ giống như cháu. Cháu giữ gìn mấy bức tranh này cẩn thận, đợi khi lớn rồi cháu lấy ra xem, có lẽ sẽ khác với tâm trạng của cháu khi vẽ tranh. Cảm ơn cô. Cháu không định đi với bọn cô thật sao? Cô chăm sóc Tiểu Hâm, cũng tự chăm sóc mình nhé. Cô đi đây. Mẹ ơi. Mẹ ơi, anh có đi cùng mình không? Lần này anh sẽ không đi cùng với mình. Lần sau anh sẽ đi chơi cùng với mình được không? Thôi được, vậy chúng ta đi thôi. Đi thôi. Alo Thi Ngữ à. Chồng à, em có thể chuyển tiền luôn cho anh được không? Em sẽ cố gắng. Thế nào là em sẽ cố gắng, nghĩa là sao? Anh cần câu trả lời nhất định của em. Em có biết số tiền này quan trọng thế nào với cả nhà chúng ta không? Em... chỗ em có tiếng gì vậy? Em đang ở đâu? Có phải em định đến phòng trưng bày gặp thằng nhãi kia không? Em đưa Hâm Hâm dọn ra ngoài ở rồi.
Thiên Ngữ, em nghe anh nói đi. Anh biết bây giờ tâm trạng của em đang không tốt vì em gặp phải khó khăn. Nhưng mà em có biết anh cũng đồng thời phải đối diện với khó khăn lớn hơn em hay không? Em chỉ muốn quản lý một trung tâm thẩm mỹ y khoa, còn anh là quản lý cả một tập đoàn, em có biết không? Nói gì đi. Lão Thẩm à, anh không thấy dạo này tâm trạng thái của anh luôn không ổn định sao? Em sợ sẽ làm ảnh hưởng tới con. Em không muốn con sau này lớn lên sẽ giống như anh. Khi Ngữ, em nghe anh nói, dạo này công ty anh nhiều việc quá, anh gặp phải khó khăn nên tâm trạng anh không tốt. Anh đi uống rượu bên ngoài, về nhà rồi đúng là có một số lời lẽ chưa phù hợp. Em tha thứ cho anh đi, có được không? Thi Ngữ, chỉ cần em chuyển tiền cho anh hứa với em từ nay về sau anh không bao giờ đụng tới rượu nữa được không? Anh sẽ không đụng tới rượu nữa. Lão Thẩm, vấn đề không phải do rượu, anh hiểu không? Anh không cảm thấy dạo đen rất đáng sợ, anh luôn mất kiểm soát sao? Anh trở nên nguy hiểm đối với em và con, anh không thấy như vậy sao? Mẹ con em không thể tiếp tục sống cùng anh được nữa. Em định đưa con trai ra ngoài sống một thời gian, tạm thời cũng đừng tới tìm mẹ con em nữa. Chúng ta bình tĩnh lại đi. Mẹ ơi, ba gọi sao? Con cũng muốn nói chuyện với ba. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Lê Văn, cô vào đây một lát. Sếp Thẩm, cô đóng tất cả thẻ tín dụng đứng tên tôi của Lâm Thiên Ngữ lại. Làm ngay đi. Tôi biết rồi. Có điều xảy ra chuyện gì sao? Tại sao phải làm vậy? Tại sao cái gì? Tôi bảo cô đi làm thì đi làm đi. Ở đâu ra lắm? Tại sao như vậy? Cô là người dặn câu hỏi gì sao? Sao? Đi làm đi. Mẹ à, Tiểu Hâm, mẹ đưa con đi chơi trốn tìm với ba con. Con có biết luật chơi không? Không được để ba tìm thấy chúng ta. Đúng, không được để ba tìm thấy chúng ta. Cho nên thời gian này chúng ta không được liên lạc với ba. Không được gọi điện thoại cho ba. Không được gọi video cho ba. Nếu ba biết chúng ta đang ở đâu thì chúng ta sẽ xem là bị thua. Với ba, nếu con nhớ ba thì phải làm sao? Vậy con muốn để thua ba sao? Con không muốn. Vậy thì đúng rồi, phải nghe lời mẹ. Mẹ sẽ giúp con thắng được ba con. Được, mẹ tuyệt vời nhất. Sếp Khang, sếp Khang, đi đi. Cô đang làm gì vậy? Sốc lại tinh thần đi. Ngồi cả ngày mà không có bóng khách nào. Cô nói kiểu gì vậy? Chúng ta mới hoạt động trở lại thôi, một thời gian nữa sẽ ổn. Luôn giữ nụ cười, còn xị mặt nữa. Mau đi. Thưa chị, tôi có thể giúp gì được cho chị? Tôi muốn tìm bác sĩ chủ trị cho các cô. Chỗ chúng tôi có rất nhiều bác sĩ. Xin hỏi đã hẹn trước bác sĩ nào? Tôi chỉ muốn gặp bác sĩ giỏi nhất cho các cô. Là như vậy, nếu cô không đặt lịch trước, phải phiền cô điền vào tờ khai này, điền thông tin cơ bản và dịch vụ cô cần làm. Không phải, tôi không đến để làm những cái đó. Tôi không thể gặp bác sĩ chủ trị trước à? Việc này, chỗ chúng tôi
Thưa cô, là như vậy. Không, hẹn trước cũng không sao. Chúng tôi chỉ cần cô điền thông tin đơn giản như tờ khai này, điền thông tin cơ bản của cô vào đó. Làm như vậy để tiện cho bác sĩ sau này sẽ phân tích giúp cô dựa theo tình trạng và yêu cầu của cô. Tôi nghe nói bác sĩ giúp của trung tâm các cô biết làm. Phẫu thuật phục hồi kiểu này, phải không? Sếp Lâm có đây không? Sếp Lâm nói với tôi mấy hôm nay dễ sẽ không đến. Bảo tôi có việc gì cứ hỏi chị là được. Được, tôi biết rồi. Nếu cô thấy tiện thì chúng ta đi chụp mấy tấm ảnh trước, sau đó chúng ta ngồi xuống từ từ thảo luận. Được, mời cô đi bên này. Gọi khách hàng tiếp theo giúp tôi. Dạ được. Bác sĩ Nhiếp, che ngang một chút. Trường hợp của em khá đặc biệt, anh xem trước đi. Vậy chắc phải nhanh một chút. Khách sao sắp đến rồi. Được. Đây là phẫu thuật thất bại điển hình. Em xem. Đuôi mắt của cô ấy đã xuất hiện sẹo lồi rồi. Khách hàng này tên là Ngưu Tiểu Na, bị tai nạn giao thông từ 2 năm trước. Để dễ nhìn hơn, cô ấy chọn cách khâu phẫu thuật thẩm mỹ, không ngờ lại thất bại. Phục hồi sau đó cũng không tốt. Cô ấy đọc được trên mạng chúng ta chuyên về phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, nên cô ấy muốn đến đây làm thử. Không ngờ mới ngày đầu hoạt động thử đã gặp phải một ca khó nhằn như vậy. Hơn nữa em xem, sẹo lồi của cô ấy không giống như dạng lệ. Anh sợ là cơ địa dễ hình thành sẹo. Tìm đến chỗ chúng ta cũng xem như là tin tưởng chúng ta. Nhưng mà quả thực em chưa dám nhận lời quấy ngay, nên em định bảo lên đây bàn với anh trước. Phải, anh hiểu rồi. Vậy anh diện chuẩn cho cô ấy trước, sau đó chúng ta mới đưa ra đánh giá. Được, em đi sắp xếp. Ừ. Cô Ngưu, tôi nắm được tình trạng của cô rồi. Làn da của cô thực sự quá nhạy cảm. Đúng vậy, tôi có một làn da vô cùng nhạy cảm. Đầu ngón tay búng vào mặt cũng sẽ ứng đỏ rất lâu. Vết thương trên người cũng sẽ khó lành hơn người khác. Phải, làn da của cô thực sự rất khó làm phẫu thuật. Sẽ lồi sau phẫu thuật đều khó tránh khỏi. Vì vậy, sau khi bị thương, tôi được bác sĩ tư vấn, cũng đã tìm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, tiến hành là phẫu thuật phục hồi. Phẫu thuật đó đắt gấp nhiều lần phẫu thuật thông thường. Nhưng mà bác sĩ đó đảm bảo với tôi anh ta hoàn toàn làm được. Nhưng mà sau khi làm xong, tình hình lại càng ngày càng tệ hơn, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả hồi đầu. Tôi còn cảm giác khuôn mặt mình đang sắp biến dạng rồi. Hai năm qua tôi không làm gì hết. Ngày nào cũng đi hỏi han khắp nơi vì vết sẹo này. Cũng đã uống rất nhiều loại thuốc. Bệnh viện nào đi được tôi cũng đều đi cả. Họ đều nói không làm được. Bây giờ tôi không dám gặp gỡ mọi người, cắt đứt hết mọi liên lạc với bạn bè. Bây giờ tôi chỉ hy vọng vết sẹo của mình đừng to, đừng xấu ra như vậy nữa, để được bỏ kính râm ra. Tôi xin anh hãy giúp tôi. Tôi cũng đã tìm hiểu rất nhiều thông tin, mới biết bệnh viện các anh chuyên về phục hồi sẹo. Cô hãy bình tĩnh đi, bình tĩnh lại. Cô đừng sốt ruột dội. Tôi đã hiểu tình trạng của cô rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ họp bàn với đội nhóm của mình để có phương án điều trị cụ thể. Sẽ mời cô đến khám lại. Được, 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 được. Cảm ơn bác sĩ. Tạm biệt. Tôi nói anh nghe, bảo là lát nữa tổ chức hội chuẩn, nhưng mà thực chất làm cho đủ quy trình thôi. Sếp Khang cũng đừng đỡ bạn trai cô ấy. Chúng ta cứ nói theo ý cô ấy là được. Được, lát nữa. Bác sĩ Tạ, nhưng với trường hợp bệnh nhân này, tỷ lệ thành công thực sự không cao. Nếu làm tốt, chắc chắn sẽ lập được công lớn. Nhưng nếu không làm tốt, lệ gia liên hợp của chúng ta vừa hoạt động lại, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Đây không phải việc chúng ta nên suy nghĩ. Anh còn chưa nhìn ra sao? Lệ gia liên hợp hiện tại do hai người Sếp Khang và bác sĩ Nhiếp điều hành chính. Nhà đầu tư cũng chỉ coi trọng hai người họ thôi. Lệ gia liên hợp bây giờ chỉ là cái vỏ bọc. Anh còn nghĩ đến lệ gia liên hợp làm gì nữa? Tình hình cơ bản của Ngưu Tiểu Na đại khái là như vậy. Vậy là mọi người đã hiểu rõ ca phẫu thuật này thực sự rất khó. Vậy nên hôm nay tập trung mọi người lại muốn tổ chức buổi hội chuẩn, lắng nghe ý kiến của mọi người. Đối với chúng tôi thì ca phẫu thuật này quả thực rất khó, đồng thời sẽ có rủi ro nhất định. Bệnh viện khác không dám nhận cũng là lý do của họ. Tôi nghĩ là gia liên hợp chúng ta có trách nhiệm giúp đỡ mỗi một bệnh nhân.
Đúng là ca phẫu thuật của Ngưu Tiểu Na rất khó, nhưng mà đó không phải lý do để chúng ta từ chối cô ấy. Nếu đã như vậy thì tôi thấy chỉ có bác sĩ Nhiếp mới có thể đảm nhiệm công việc này. Tôi cũng nghĩ vậy. Từ hồi bác sĩ Nhiếp còn ở nước ngoài đã có những trường hợp phẫu thuật thành công. Hơn nữa, nói về kinh nghiệm, quả thật mấy người bọn tôi rất khó có thể giúp đỡ anh được gì nhiều. Vậy nên tôi nghĩ hay là hai người chúng tôi không tham gia thảo luận cuộc họp này nữa, để khỏi ảnh hưởng bác sĩ Nhiếp. Phải đó, sao lại ảnh hưởng được? Bác sĩ Tống, anh khiêm tốn quá rồi. Bác sĩ Nhiếp, anh nghĩ sao? Lê Gia Liên Hợp chúng ta là một tập thể, không phải là cá nhân của ai. Hơn nữa, mọi người cũng biết rõ, trong mỗi một ca phẫu thuật sẽ xảy ra các tình huống khác nhau. Kinh nghiệm trong quá khứ không có nghĩa có thể áp dụng vào hiện tại. Vì vậy, nên rất cần sự hỗ trợ của các bác sĩ trong lĩnh vực chuyên môn như các anh. Vì vậy, đề xuất của tôi là bác sĩ Tống sẽ bộ chính, tôi sẽ hỗ trợ. Dù sao, bác sĩ Tống, anh cũng là chuyên gia về da nhạy cảm. Trường hợp của Ngưu Tiểu Na đã quá rõ là vấn đề về da nhạy cảm, chứ không phải là về phục hồi. Là như vậy, chúng ta đều biết trường hợp này là một bài toán nan giải. Nếu như chúng ta xử lý không tốt sẽ bị người khác nắm được sơ hở. Cho chúng ta gọi bác sĩ Nhiếp làm gì có ai nắm chắc 100% nữa. Đúng vậy. Hơn nữa, cá nhân tôi cho rằng tôi dù nói về kinh nghiệm hay là kỹ thuật, quả thật khó mà đảm đương được. Bác sĩ Nhiếp à, anh đừng có từ chối nữa. Không phải tôi từ chối. Tôi đang nghĩ xem phải làm thế nào mới là lựa chọn tốt nhất cho Ngưu Tiểu Na và cả Lệ Gia Liên Hợp của chúng ta. Tình trạng của Ngưu Tiểu Na thật sự khó khăn. Vừa nãy mọi người cũng đã phát biểu suy nghĩ của mình dưới góc độ cá nhân rồi. Sếp Lâm cũng không có ở đây. Tôi nghĩ là chúng ta nên tự suy nghĩ trước. Hôm nay chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Được, tan họp đi. Có thể nói em biết tại sao không? Anh vừa nói là không phải anh nghĩ là chúng ta là một đội. Chúng ta là một đội mà. Tất cả y tá, bác sĩ, nhân viên sale và nhân viên của chúng ta, các bộ phận khác, em nghĩ chúng ta cũng được coi là một đội khá đoàn kết. Đúng, chúng ta là một đội khá đoàn kết. Cho nên anh nghĩ không nên để dành công lao cho một mình anh. Nên chia nguồn tài nguyên cho các bác sĩ khác. Dành công lao cho mình anh sao? Sao lại có suy nghĩ như vậy? Vừa nãy trước khi hợp, anh nghe các bác sĩ khác nói, bây giờ hai chúng ta đang thao túng Lệ Gia Liên Hợp. Em muốn dùng ca của Ngưu Tiểu Na để nâng anh lên. Nếu chỉ thành công thì anh nổi tiếng, không thành công thì Lệ Gia Liên Hợp chịu tiếng xấu. Anh biết đây không phải là sự thật mà. Anh biết đây không phải sự thật, nhưng mà anh không biết giải thích với họ làm sao. Vậy nên anh muốn từ chối phẫu thuật cho Ngưu Tiểu Na. Không phải anh từ chối ca phẫu thuật của Ngưu Tiểu Na, mà là anh không muốn có người hiểu lầm em. Họ không hề biết em hy sinh thế nào cho Lệ Gia Liên Hợp. Nhưng mà anh thì biết. Anh biết thì đủ rồi. Em biết anh muốn bảo vệ em. Nhưng em nghĩ là lúc này cứ phẫu thuật cho Ngưu Tiểu Na, để cô ấy được quay trở lại cuộc sống bình thường trước đã, mới là điều quan trọng nhất. Còn về chuyện có vài người có suy nghĩ và cách nhìn nhận khác, em nghĩ chỉ là tạm thời thôi. Giúp đỡ những người thực sự cần sự giúp đỡ của chúng ta không phải là điều mà hai ta vẫn luôn muốn làm sao? Alo, sao hôm nay cậu vẫn xin nghỉ? Cậu nói cái gì? Tự do. Cô Tự Do. Hâm Hâm. Cậu có chuyện gì vậy? Mình muốn ra ngoài ở một thời gian, nhưng mà Thẩm Thành Phong đóng thẻ của mình rồi. Như vậy là dẫn con bỏ nhà ra đi sao? Đúng, mà cũng không phải. Mình chỉ muốn
Hai người ở riêng một thời gian để bình tĩnh lại thôi. Không phải anh ta lại đánh cậu đó chứ? Không không không. Trong túi cậu có bao nhiêu tiền? Cho mình vay một ít đi, đủ cho hai mẹ con mình ăn ở một thời gian là được. Để mình giải quyết xong chuyện của mình, mình nhất định sẽ trả cậu hết. Có trả lãi. Mang theo túi lớn túi nhỏ như vậy, một thời gian của cậu chắc chắn không chỉ có dài ba ngày đâu. Cậu có biết ở khách sạn này bao nhiêu tiền một đêm không? Không phải là lúc này cậu nên ăn tiêu về sản sao? Công chúa Lâm, nhưng mình còn con nhỏ mà, cậu đừng có lôi con ra làm cái cớ. Mình không hiểu cậu sao? Hâm Hâm, đi theo cô. Cậu đi đâu vậy? Hết rồi đúng không? Đúng, còn một vali nữa. Nhân viên dọn đồ đang sắp xếp, ngày mai cậu ấy sẽ gửi sang đây. Cô Lâm, sao cậu có lắm đồ như vậy? Mình có lấy hết đâu, lấy còn một phần nhỏ thôi, là vật dụng thiết yếu cho cuộc sống. Tại vì nhà cậu chật quá đó, mình có lòng tốt cho cậu ở nhờ, mà cậu còn chê nhà mình chật. Cậu được lắm. Được rồi, mau thu dọn đồ đi. Không biết là phải thu dọn đến mấy giờ đây? Mẹ à, con ngủ ở đâu? Con Tiểu Hâm hay là cháu ngủ cùng mẹ trong phòng chị Khang Ni? Khang Ni, con ngủ cùng phòng với mẹ được không? Con phản đối. Con không muốn ngủ cùng mẹ. Hơn nữa con phải làm bài tập, con cần có không gian riêng. Cháu cũng phản đối. Cháu là nam tử hán, cháu cũng cần có không gian riêng. Con cần không gian. Cháu bao nhiêu tuổi rồi mà nam tử hán lại còn không gian riêng? Vậy cháu nói xem, bây giờ có hai phòng thôi, chúng ta ngủ kiểu gì? Cháu ở trong lều nhỏ của cháu, ngủ cái gì? Được được được, để mẹ dựng lều cho con. Vậy sao mà được, sao có thể ngủ trong lều được? Mẹ dựng lều cho con, được mà. Không được, làm sao ngủ trong lều được? Hồi nhỏ ở nhà nó cũng ngủ cái này, vẫn ngủ trong lều đó. Được thật không? Dựng lều cho nó đi, trả cho nó tấm đệm là được. Được, Khang đi, con đưa em trai đi chơi đi. Đừng ở đây nữa, mẹ giúp cô thu dọn đồ đạc. Vào phòng con chơi đi, dựng ở đây nha. Ngủ trong này được thật à? Được được, nó ngủ từ bé tới lớn, vậy còn ngủ cùng mình, vậy thì không hợp lắm. Mình dẫn theo con trai đến ở nhờ nhà cậu, lại còn ngủ trên giường của cậu. Hơn nữa ngủ với người khác, mình cũng không ngủ được. Cậu tưởng mình ngủ với người khác thì ngủ ngon sao? Mình còn sợ cậu đánh rắm ở hơi làm ồn khiến mình không ngủ được. Không đâu, cùng lắm là mình nghiến răng thôi. Vậy cậu ngủ sofa đi. Được, ngủ sofa cũng tốt. Sofa đi. Được, nếu còn ngủ một mình thì sofa này cũng dễ chịu lắm. Mình cũng hay ngủ ở đây. Được, vậy mình đi lấy cho cậu chăn với đệm. Được. Tề Duyệt, em ăn no chưa? Được rồi, để anh dọn dẹp. Anh để đây đi. Anh đã nấu cả một bàn đầy đồ ăn rồi, sao có thể bắt anh dọn được? Em phân công công việc rõ ràng quá vậy. Đương nhiên rồi, em không lợi dụng người khác. Trước đây khi đi ăn với bạn trai cũ, chúng em đều cưa đôi. Cưa đôi rất tốt mà, sao lại chia tay? Chỉ đơn giản là không thích nữa thôi, cũng không thấy được tương lai gì. Một tình yêu không đáng tin cậy thì giữ nó làm gì? Tề Duyệt, anh hỏi em, em nghĩ một tình yêu như thế nào mới là một tình yêu đáng tin cậy? Em nghĩ là anh đáng tin cậy đó chứ. Anh ư? Vì sao? Bởi vì anh khiến người khác cảm thấy rất vững dạ, rất yên tâm, cảm thấy có tương lai. Không phải, em nói vậy là có hơi thiên vị. Anh nói thật đó, người đó như thế nào sẽ khiến em muốn quen người đó, rồi muốn tiến thêm một bước với người đó. Đó là trong tương lai của đối phương có vị trí của em, có quy hoạch hoàn chỉnh về tương lai của chúng em. Em nghĩ đó là một tình yêu đáng tin cậy. Anh hỏi em mấy câu này, có phải anh đang cãi nhau với chị Tự Do không? Chị ấy thấy anh không đáng tin cậy sao? Anh và Tự Do sao? Không, anh chỉ đang tự nghĩ là anh phải làm thế nào để có thể khiến mối quan hệ của bọn anh trở nên tốt hơn. Vậy thì đến gặp ba mẹ hai bên đi. Như vậy thì phụ nữ sẽ cảm thấy an toàn. Nhưng mà Tự Do rất cẩn trọng trong vấn đề tình cảm. Anh không biết là bây giờ bà gặp thì có phù hợp không?
Ý của anh là cô Tang vẫn chưa gặp chị Tự Do sao? Không phải, gặp thì gặp rồi, chỉ là mẹ anh vẫn chưa biết bọn anh đang yêu nhau. Vậy sao được? Ít nhất anh cũng phải để họ cùng ăn cơm với nhau. Như vậy chị Tự Do sẽ cảm thấy anh yêu đương nghiêm túc với chị ấy. Vậy sao? Anh sẽ hỏi ý kiến của Tự Do. Bởi vì cô Tang à, anh A Trạch có người yêu rồi. Tề Duyệt, không phải là cậu không muốn ngủ cùng mình sao? Không phải sofa nhà cậu cứng quá lại còn ngắn nữa. Mình để Hâm Hâm ngủ ở đó rồi. Lúc mình vừa chuyển nhà đến đây, mình đã ngủ trên sofa 2 tháng, mình thấy rất dễ chịu mà. Sao cậu lại kêu là cứng chứ? Cậu đúng là đà công chúa và hạt đậu. Vậy vừa hay, cậu ngủ trên sofa, mình ngủ trên giường, chúng ta đổi cho nhau. Dựa vào cái gì chứ? Đây là nhà mình, giường của mình, ngủ đâu thì tùy. Ngủ giường vẫn sướng hơn. Cậu có ngủ được không? Nói chuyện một chút đi. Bà chị à, mình bỏ nhà ra đi, chuyển nhà chưa xong, mình dắt theo Tiểu Hâm, mình thực sự muốn mệt, muốn chết rồi. Tha cho mình đi, không nói chuyện nổi. Cậu cười gì vậy? Cười trên nỗi đau của người khác sao? Chào mừng cậu đến với thế giới của người bình thường. Cậu cứ cười thầm đi, cậu còn có mình đi dựa vào, sau này cậu phải đối xử tốt với mình. Được được, cậu hãy đợi mình làm lại từ con số 0, mình sẽ phát cờ thi đua cho cậu. Cậu phải cảm ơn và hậu tạ mình. Mình không chỉ chăm sóc cậu mà còn gánh vác cả công ty. Mấy hôm nay vốn là có một trường hợp bọn mình không biết có nên nhận hay không, không quyết định được. Lúc muốn tìm cậu để bàn bạc thì cậu biến mất. Ý kiến của mình có quan trọng đâu? Không phải chuyện gì cậu cũng tự quyết định đó sao? Hơn nữa, nếu tính theo tỷ lệ đầu tư thì mình không có quyền phát ngôn bằng cậu. Lâm Thiên Ngữ, cậu đừng có ở đó nói dỗi với mình. Trước đây mình làm vậy là tự làm theo ý mình ư? Lúc đó cậu hoàn toàn không phải là Lâm Thiên Ngữ, cậu là bà Thẩm. Cậu không có chính kiến, không có thái độ riêng của mình. Ý của mình là cậu khiến mình phải nhìn cậu với con mắt khác đó. Giống như mình tưởng rằng có thể cậu sẽ cứ tiếp tục chịu đựng như vậy, cứ sống như ngày tháng như vậy. Nhưng mình không ngờ lần này cậu lại dứt khoát như vậy. Cậu dũng cảm hơn nhiều so với trong suy nghĩ của mình. Mình nói cậu nghe, thực ra bản thân mình ra sao cũng chẳng có vấn đề gì. Mình cảm thấy bây giờ Tiểu Hâm chịu sự ảnh hưởng của ba nó ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là về mặt cảm xúc. Vậy nên mình nghĩ là mình phải đưa Tiểu Hâm ra ngoài. Mình muốn tìm một nơi bà Thẩm Thành Phong không tìm được mẹ con mình để trốn một thời gian đã. Cậu cũng không thể trốn mãi không gặp Thẩm Thành Phong được, thì cứ đi trốn trước. Hơn nữa mình đã lấy kha khá số túi sách trang sức ở nhà đi. Mình nghĩ là mang ra hàng đồ second hand bán chắc cũng được giá lắm, ít nhất cũng cầm cự được một thời gian, đúng không? Mình không nói chuyện đó. Mình nói là cậu không thể cứ sống một cách trốn tránh như vậy. Cậu phải đi làm, Tiểu Hâm cũng phải đi học. Cứ trốn trước đã, trốn được lúc nào thì hay lúc đó. Cậu đã từng suy nghĩ nghiêm túc đến chuyện ly hôn chưa? Ai cũng bảo khuyên hòa giải chứ không khuyên chia tay. Không ai ác khẩu đến độ cứ khuyên người ta ly hôn. Nhưng mà mình biết cuộc sống của cậu như thế nào, đặc biệt
là mình biết Thẩm Thành Phong đã ra tay đánh cậu. Cậu phải biết rằng đàn ông đánh phụ nữ thì một lần và vô số lần thực sự không có gì khác nhau. Chỉ cần anh ta đã bắt đầu thì không bao giờ dừng lại được. Cậu không thể chờ đợi gì vào chuyện này. Cậu tưởng mình chưa từng nghĩ đến sao? Mình tin là những chuyện tương tự như vậy cũng không chỉ từng xảy ra với một mình. Vậy thì tại sao mọi người không lựa chọn ly hôn ngay từ lần đầu tiên? Không phải là vì con hay sao? Cho dù thế nào, tình cảm giữa Thẩm Thành Phong và Tiểu Hâm vẫn rất tốt. Mình đã không còn hy vọng gì với Thẩm Thành Phong nữa. Nhưng mà Tiểu Hâm có lẽ nó vẫn chưa sẵn sàng. Vậy nên mình thực sự không thể chắc chắn được. Việc mình ly hôn có phải là một quyết định sai lầm đối với Tiểu Hâm hay không? Cứ từ từ đã. Cậu đã rất tuyệt vời rồi. Chỉ cần anh ta bắt đầu thay đổi là được. Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi. Hôm nay chắc cậu cũng mệt lắm rồi. Xin lỗi. Vì sao? Vì tất cả mọi chuyện. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Thu dọn xong rồi. Ba thu dọn xong rồi sao? Ba có ít đồ thôi. Ba uống chút nước đi. Nào, uống chút nước. Ba không uống đâu. Ba đã gọi taxi rồi. Xe sắp tới rồi. Còn một lát nữa. Ba uống chút nước đi. Sao ba phải tự đặt xe? Con đã nói rồi. Con và Trịnh Khung đưa ba đi. Các con còn bận mà. Trịnh Khung cũng rất bận. Ba rảnh rỗi mà. Có nhiều thời gian. Chú Triệu của con đi rồi. Sau này ba càng nhàn hơn. Vậy ba ở lại đây đi. Sao cứ phải đi? Ba về thăm quê đã. Đợi qua một thời gian nữa, không có việc gì thì ba lại đến. Được. Thật ra con gái của ba mặc áo đỏ vẫn đẹp hơn. Vậy sao? Con cũng thấy con mặc áo đỏ đẹp. Vậy nên năm 16 tuổi, con tiêu xài hà tiện, tiết kiệm sinh hoạt phí nửa năm để mua một chiếc áo len màu đỏ, ba lại không cho con mặc. Ba nói là một đứa con gái như con sao phải ăn mặc loè loẹt như vậy. Nhưng mà ba có biết lúc đó trường quy định là chúng con có thể không mặc đồng phục. Vì chuyện này mà ba nóng giận còn đánh con nữa. Ba thực sự không phải là một người ba tốt. Dây thần kinh thô. Trước đây ba nóng tính hay cáo giận. Ba đúng là không biết cách nuôi con gái. Đúng là không biết cách. Đúng là ba không phải là một người ba. Vừa có thể làm cha, vừa có thể làm mẹ. Nhưng mà con biết, ba yêu con theo cách của ba. Ba rất yêu con. Thực ra con thực sự con rất giống ba. Đương nhiên là phải giống rồi. Con là con gái của ba. Con là đứa con gái duy nhất của ba. Sao lại không giống được? Trịnh Khung đến rồi à? Trịnh Khung, bà đã nói con đừng đến tiễn ba. Lại chạy đến đây. Cứ để anh ấy tiễn đi. Dạ được, chúng ta đi. Chắc xe cũng đến rồi. Trịnh Khung, anh cầm đồ đi. Cầm đồ cho ba đi. Ba gọi xe rồi à? Ba gọi taxi rồi. Ba tự gọi xe. Các con đều bận, không cần đến bến xe rồi lại tắt đường. Tiểu Trịnh à, chăm sóc tốt cho San San. Tiếp xúc một thời gian, ba thấy cậu ấy cũng được lắm.
Sang Sang, con phải sắp hạnh phúc. Nhân vô thập toàn. Vừa nãy cậu đang nói hai chúng ta không hoàn hảo, đúng không? Sau này ba chúng ta cộng lại có thể là hoàn hảo đó. Ba đi đây. Nhưng mà ba, cứ để con tiễn ba đi. Quay về đi. Không cần, không cần. Tạm biệt. Ba đi được chú ý an toàn. Đến nhà gọi điện báo bình an. Trịnh Khung, anh có muốn nghe em giải thích không? Em muốn giải thích với anh cái gì? Em muốn giải thích về mối quan hệ giữa em và anh, hay là muốn giải thích mối quan hệ giữa em và chủ nhiệm La? Em biết bây giờ anh không tin em, nhưng mỗi câu em nói sau đây anh đều có thể tự phán đoán. Anh từng nghe nói thao túng tinh thần chưa? Hồi nhỏ em bị ảnh hưởng bởi ba. Bất kể là làm gì cũng đều phải phục tùng. Vì phục tùng, ba phục tùng. Lớn lên đi làm, gặp được chủ nhiệm La, em vẫn phải phục tùng. Mãi đến sau này em mới biết, hình như em đã bị chủ nhiệm La thao túng về mặt tinh thần rồi.